Và bạn cũng cứ yên tâm, đừng có lo lắng. Ý tưởng á, nó là một cái gì đó ở xung quanh tất cả chúng ta. Bản chất bạn thích sáng tạo á, thì bạn đừng có lo là nghỉ ngơi sẽ làm mất cái khả năng đó của chúng ta. Ok, chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với kênh Cái Kỳ Cục Của Mình nha. Một người làm content creator á, hay là trong lĩnh vực sáng tạo á, thì chắc chắn cũng sẽ có một cái lúc nào đó gọi là bị ý tưởng ùn tắc. Bản thân mình cũng vậy, sau một cái khoảng thời gian mình làm YouTube á, thì mình nhận ra rằng á, cái quan trọng á, không phải là bạn cho ra đời một cái content thật là xuất sắc và rồi cứ để yên ở đó, không tiếp tục ra thêm bất cứ một cái video nào mới trên kênh của mình. Cái quan trọng á, là độ cam kết, độ đều đặn trong việc bạn up video của mình. Kiểu người ta thường nói á, là đường dài mới biết sức ngựa ấy. Dạo trước ấy, mình cũng rơi vào cái tình trạng á, là không biết soạn content tiếp theo gì cho video của mình. Vì lúc đó, trong cái thời điểm đó thì mình cũng đang bắt đầu một cái chương trình học mới, đòi hỏi sự nỗ lực và tập trung nhiều hơn. Mình cũng có tham khảo ý kiến của đám bạn của mình chứ. Nhưng mà hầu hết á, thì các bạn ấy không làm trong lĩnh vực sáng tạo, nên là mình cũng không có biết diễn tả cái cảm giác lúc đó của mình như thế nào cho các bạn ấy hiểu nữa. Đại loại á, là cảm giác của mình lúc đó là không hẳn là bí ý tưởng nha. Mình luôn có content dự phòng chứ. Nhưng mà mình có một cái tiêu chuẩn dành riêng cho bản thân mình. Đó là một cái content của mình làm ra thì phải đạt một cái độ dài bao nhiêu đó, và cái tiêu chuẩn nhất định nào đó. Và không hiểu sao cái lúc đó mình không đạt được cái điều đó. Cảm giác của mình để lại là như vậy đó. Mà trước khi đi tiếp với video của mình á, thì nếu mà bạn cảm thấy thích á, thì hãy đăng ký kênh của mình, cũng như là comment, để là bình luận của bạn phía bên dưới, để mà thuật toán của YouTube á, có thể gửi đến cho bạn những cái thông báo mỗi khi mình ra video mới nhất nha. Mình cảm ơn trước. Khi mà bị ý tưởng á, thì mình sẽ làm gì đây? Khi mà rơi vào những cái tình trạng tương tự như vậy á, thì mình nhận ra có thể đó là dấu hiệu, báo hiệu cho việc mình đang bị stress do phải đảm đương quá nhiều việc cùng một lúc. Những cái việc trên á, cũng báo hiệu cho việc là mình sống hơi vội vã rồi. Thì ok, mình sẽ dừng lại tất cả những cái dự án mà mình đang có trong tay, cho phép bản thân mình sống chậm lại và nghỉ ngơi. Có rất là nhiều cách để sạc lại nguồn cảm hứng cho bản thân. Cá nhân mình á, thì có lẽ là mình sẽ chạy đi kiếm cho bản thân một cái bộ phim hoạt hình để mà coi. Vì điều đó là điều gần như là dễ nhất và nằm trong bàn tay của tất cả chúng ta luôn ấy. Thì mình sẽ kiếm cho mình một cái bộ phim thiệt là nhẹ nhàng, không lời thoại luôn càng tốt. Chứ đừng có kiếm những cái bộ phim mà drama, trừu tượng, phải suy luận phá án, rồi suy nghĩ ngược tâm đồ nha. Cái đó là làm thêm stress chứ không có được gì đâu. Thì lần gần đây nhất á, thì mình đã chuẩn bị cho mình một cái không gian cũng như là một cái tư thế nằm xem phim hoạt hình thoải mái nhất có thể, không suy nghĩ bất cứ chuyện gì trên đời cả, chỉ nằm tận hưởng, vừa xem vừa cười thôi. Tới đây á, thì mình cũng muốn gửi một cái lời cảm ơn tới những cái nhà sản xuất những cái bộ phim hoạt hình giúp xả stress tuyệt vời tới như vậy. Việc tiếp theo mà mình làm á, có lẽ sẽ là nhìn lên khí trời, tận hưởng khí trời, nhìn lên bầu trời với những cái đám mây đang nhẹ nhẹ trôi. Cảm giác nó rất là chill. Và mình gần như được sống chậm lại giữa cái nhịp sống vội vã, tấp nập của thành phố vậy đó. Cái việc này thì mình cũng thường làm, nhưng mà những cái lúc mà stress ấy, thì mình lại cảm thấy nó hiệu quả hơn bao giờ hết luôn ấy. Một cái lưu ý á, cho những cái bạn muốn làm cái tip này á, đó là lựa thời điểm mà mình nhìn lên bầu trời nha. Chứ đừng có nhìn lên bầu trời lúc 12 giờ trưa nha. Hậu quả là các bạn tự biết rồi đó. Mọi người cũng đừng có tưởng á, là khi mình không có ý tưởng á, thì ngồi ly một chỗ, gán rặn ra thì sẽ rặn ra ý tưởng nha. Sẽ có ra á, nhưng mà ra thứ khác, chứ không phải là ý tưởng nha. Nên là khi mà không có ý tưởng á, mà ngồi một hồi lâu á, mà mình vẫn cảm thấy là không suy nghĩ được cái gì á, thì ok, giờ phút đó thì mình sẽ gặp máy tính lại, chỉnh sao nó ra. Xem máy tính như là một cái thứ gì đó mà giờ phút này mình tuyệt đối không có được đụng vào, không nên đụng. Mình cũng đi ra khỏi nơi mình làm việc, thay đổi cho mình một cái quan cảnh mới để giúp bản thân mình sảng khoái, thoải mái hơn. Vì khi mà mình cảm thấy mà căng thẳng gò bó ấy, thì cái quan cảnh xung quanh nơi mình làm việc á, nhiều khi còn làm mình stress thêm nữa ấy. Nếu mà không thể thay đổi triệt để á, hoặc là giờ phút này á, không có tiện để mà ra khỏi chỗ làm việc ấy, thì
hãy sắp xếp cái bàn nơi bạn làm việc cho gọn lại. Những cái gì liên quan tới công việc á, thì giờ phút này tạm xếp nó qua một bên đi. Việc tiếp theo mình sẽ làm á, sẽ là đi ngủ. Mọi người đừng có tưởng á là khi mà đi ngủ á là cơ thể bạn sẽ không có làm gì hết nha. Thực chất á, đi ngủ á là cái quá trình mà cơ thể bạn phục hồi và tái tạo, giúp chắt lọc những cái chất thải tinh thần đó. Khi mà ngủ một giấc dậy á, là bạn sẽ cảm thấy là mình sảng khoái hơn, cơ thể sẽ tràn đầy năng lượng hơn để mà có thể đương đầu với những cái khó khăn thử thách đó. Bên cạnh đó thì mọi người cũng hãy tạo lập, thiết lập cho mình một cái thói quen là đi ngủ trưa. Mọi người có biết không, là một nhóm các nhà nghiên cứu từ trường y tế công cộng của Đại học Harvard đó, đã thực hiện một cái cuộc nghiên cứu trải dài 6 năm. Đối tượng nghiên cứu thì cũng rất là đa dạng, nam nữ, độ tuổi từ 20 đến 83 tuổi. Bổ sung thêm á, là những cái đối tượng tham gia á, là không ai có tiền sử hay là vấn đề về sức khỏe tim mạch cả. Tuy nhiên sau 6 năm á, thì những người mà thường xuyên bỏ giấc ngủ trưa có tỷ lệ gia tăng 37% nguy cơ tử vong do bệnh tim so với những người thường xuyên đi ngủ trưa. Do đó hãy tạo lập cho mình một cái thói quen đi ngủ trưa 15 phút thôi cũng được. Nhưng mà lỡ là mình bị đái lai dí thì sao? Mọi người đừng tưởng mình làm YouTuber thì nhàn rỗi, muốn lên video lúc nào thì lên, muốn nghỉ thì nghỉ nha. Mình có một cái nguyên tắc cho bản thân á, là mỗi tuần ít ra là mình phải soạn một cái content hoàn chỉnh để từ đó quay video. Áp lực thì cũng có đó, nhưng mà song hành với đó là niềm vui và sự tự hào khi mà bản thân mình làm được như vậy. Nhưng mà lỡ mà bị deadline dí hoặc là sát deadline quá thì sao? Thì những cái lúc đó mình sẽ lên cho mình content chữa cháy. Giống như khi mà đi làm á, có lương á, thì ta luôn phải chừa một phần tiền ra gọi là tiền dự phòng cho bản thân ấy. Thì ý tưởng á, nó là một cái gì đó nó rất là đa dạng. Có thể có những hôm á, bạn sẽ có rất là nhiều ý tưởng, thì hãy gom góp chúng lại với nhau, dùng để dành cho những cái trường hợp như vậy. Và thú thật á, content tuần trước của mình á, cũng là content chữa cháy đó mọi người. Và bạn cũng cứ yên tâm, đừng có lo lắng. Ý tưởng á, nó là một cái gì đó ở xung quanh tất cả chúng ta. Bản chất bạn thích sáng tạo á, thì bạn đừng có lo là nghỉ ngơi sẽ làm mất cái khả năng đó của chúng ta. Nghỉ ngơi á, không những không làm mất cái khả năng đó, mà nó sẽ làm dồi dào thêm những cái ý tưởng của tất cả chúng ta đó. Nên là đừng có tham công tiếc việc nữa nha. Nên nhớ một điều á, là công việc chỉ là để phục vụ cho những cái niềm vui khác trong cuộc sống của chúng ta thôi. Cái quan trọng á, là hãy biết cân bằng những cái khía cạnh khác của cuộc sống với công việc nha. Ok, đó là tất cả những gì mà mình muốn nói ngày hôm nay với tất cả mọi người. Bạn nào có những cái cách khác để mà refresh bản thân, sạc lại những cái nguồn năng lượng cho bản thân á, thì hãy đừng có ngần ngại mà hãy comment trực tiếp lên đây để mà share với tất cả mọi người nha. Mong rằng các bạn sẽ thích chiếc video này cũng như là tất cả những cái video khác của mình. Nếu mà thích thì các bạn hãy share những chiếc video này để mình có cơ hội tiếp cận và thấu hiểu được nhiều bạn hơn nha. IG của mình là Kansiki. Mình vẫn luôn cập nhật cuộc sống của mình trên story. Bạn cũng có thể comment trực tiếp phía bên dưới về cảm nhận của bạn sau khi xem hết clip này, cũng như là một cái chủ đề mà bạn muốn mình thực hiện. Mình sẽ note lại và mình rất rất là trân trọng luôn. Cuối cùng, lịch ra video của mình là vào mỗi thứ ba hàng tuần, 19 giờ thứ ba hàng tuần. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và xem hết video của mình. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.